18 sự thật mất lòng về NFT. Nhà phân tích NFT và thám tử blockchain OK Hotshots đã nhấn mạnh quan điểm của mình về 18 sự thật khó chịu nhất về ngành công nghiệp NFT. Trong một cuộc thảo luận dài 20 phần gửi đến 45.000 người theo dõi trên Twitter vào thứ Bảy, OK Hotshots đã trình bày nhiều vấn đề hiện đang gây nhức nhối trong ngành công nghiệp NFT, bao gồm xác nhận người nổi tiếng vô trách nhiệm, hack và các loại dự án thất bại. Hầu hết các nhà đầu tư NFT sẽ mất tiền, OK Hotshots cho biết. Không có khoản đầu tư ổn định đáng tin cậy nào vào NFT, cảnh báo rằng nếu nhà đầu tư nghe thấy thuật ngữ Blue Chip NFT thì chạy ngay đi. Ông cũng cảnh báo rằng bàn tay kim cương không phải là cách tốt nhất để kiếm tiền, thay vào đó các nhà đầu tư nên chốt lời khi họ có thể. Ông cũng cảnh báo rằng khối lượng và tính thanh khoản thường là những thước đo quan trọng hơn giá sàn. Thời gian có giá trị hơn bất kỳ tài sản nào, vì vậy việc lập kế hoạch trước là điều cần thiết. Đa số các dự án NFT thất bại, nhà phân tích NFT cũng cảnh báo bất kỳ ai quan tâm đến việc tham gia sớm vào một dự án NFT cụ thể. Dự án NFT Bitsamon đã gây tranh cãi vào tháng 3 năm nay sau khi tiết lộ tác phẩm hoàn thiện cho dự án được nhiều người mong đợi. Chất lượng của nó hóa ra thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Dự án đã huy động được khoảng 70 triệu USD với mỗi NFT được đúc cho 3 Ether, ETH. Tuy nhiên, giá sàn trên thị trường OpenSea NFT đã giảm mạnh xuống chỉ còn 0,26 ETH, trị giá khoảng 370 USD tại thời điểm thực hiện bản tin. Người nổi tiếng và người có ảnh hưởng không biết gì, OK Hotshots nói rằng bất chấp những gì mà những người có ảnh hưởng nổi tiếng có thể tuyên bố hoặc ngụ ý thông qua các bài đăng trên mạng xã hội, các dự án NFT của người nổi tiếng là những khoản đầu tư tồi tệ. Ông cũng nói thêm rằng marketing web 2 cực kỳ không hiệu quả trong thị trường NFT. Những ý kiến cuối cùng của OK Hotshots xoay quanh ý tưởng rằng hầu hết các NFT không có bất kỳ giá trị nội tại nào. Nhà phân tích cảnh báo rằng các dự án NFT không có điều khoản bán hàng, không có giá trị gì và lợi ích của NFT không chuyển đến người mua trừ khi chỉ định trong điều khoản.